động viên quốc gia võ vô Việt Nam Ngọc Tú. Trai em cho mày thấy cưng dễ sợ không, có đừng tránh cửa ra luôn. Rồi hai bạn còn lại Tim với Lan Phương đó. Rồi Tú, cái cửa trả cái cửa cho người cái ta, cái cửa đâu hả cưng, cửa trả cho người ta kìa Tú ơi. Đừng giờ thấy cưng chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Và bây giờ tổng cộng là 3 người chơi sẽ thử thách game thứ tư này, đem cho số tiền bắt đầu sẽ rơi là 60 triệu đồng. Và chào đón vận động viên quốc gia võ vô Việt Nam Ngọc Tú. Trai em cho mày thấy cưng dễ sợ không, có đừng tránh cửa ra luôn. Rồi hai bạn còn lại Tim với Lan Phương đó. Rồi Tú, cái cửa trả cái cửa cho người cái ta, cái cửa đâu hả cưng, cửa trả cho người ta kìa Tú ơi. Đừng giờ thấy cưng sẵn sàng chưa, bước vào coi thử thách là gì. Rồi thử thách là bấm. Thử thách của ba bạn là cả ba người chơi sẽ đem tới ngã tư thôn núi 1, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên để thực hiện thử thách về ẩm thực. Sẵn sàng chưa? Rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Gia đình sẵn sàng chưa? Rồi. 1, 2, 3, xác dựng chạy. Cố lên. Trời ơi, chạy đâu? Trời ơi, đừng có chạy lạc nghe. Nhớ địa điểm chưa? Ủa, đi bên đó hả? Ra tới cổng rẽ tay trái nha. Rẽ trái, đi ra đường rẽ trái. Ok, ok. Rẽ trái. Rẽ trái xong chạy thẳng tới nơi có tín hiệu của chương trình nha. Có chữ Cơ Hội Đổi Đời. Ở dưới đây, cái đây rồi em ơi. Cả ba người chơi phải tìm được cái thùng chứa con giá bể và lấy giá bể bằng tay không. Con lấy con giá bể bằng tay không? Bây giờ con giá bể là sao? Ok ok, bây giờ mình mở ra rồi. Mở, mở nhanh nha. Thôi từ từ mình mở đi. Bây giờ không có kéo không sao nữa. Cái cô chú, có ai có kéo không? Em ơi, anh lại chỉ anh kêu lấy cái tay thục nó. Số tiền của mình là 54 triệu mà các bạn đang mở cái thùng bằng tay không nha cả nhà ơi. Phải kiếm cái thùng nào chứa được cái con giá bể. Toàn là đá thôi. Nó đó. Em tìm được con giá bể rồi sao nữa chị? Khi tìm được cái thùng giá bể rồi, cả ba người chơi sẽ đi di chuyển tới nhà bà Đồng Thị Lan, xóm núi 1 để mượn chỗ nấu ăn, nấu cái món giá bể này. Xóm núi 1, bà Đồng Thị Lan, xóm núi 1. Em theo đúng không? Đi luôn. Quý vị đang thấy trên màn hình là Lan Phương diễn viên. Tìm ca sĩ gì? Chạy lẹ hơn vận động viên luôn rồi. Thằng con, trời ơi, thằng con chạy chậm nhất quý vị ơi. Nghe điện thoại đi. Làm món giá bể xào ba nè. Đây tập về vô nhanh lên nha. Đây tập về vô. Cái món giá bể xào này á, bây giờ mình chỉ cần mình luộc sơ cái con giá bể này lên. Cái sau đó mình phải rửa lại nha, cho nó sạch sẽ. Sau đó mình bỏ vô chảo mình xào. Các bạn làm tỏi, ớt này kia đi. Gừng đập ra chuẩn bị sẵn đó, một lát mình xào lên. À, bà con, ở đây cái món này là mình xào sao? Ai biết vô thì chỉ giùm em cái. Ai biết vô đây chỉ, giùm. Sao em? Nè, bây giờ đây em nói coi, tức là phải làm cái gì? Phi tỏi lên. Phi tỏi, xả thái nhỏ hả? Xả thái nhỏ đó chị. Có cây bột nghệ không? Nhiều quá, từ từ đi. Pha bột năng cùng với bột nghệ chung cho nó sền sệt. Rồi, cảm ơn em. Đây, có cái chị vô chị hỗ trợ nè. Luộc đi cho nó nhanh, đừng có mở nắp. Đúng rồi, đang đầy rất kín. Nó lông xôi quá. Cho ra xào đi, không chín cũng xào luôn. Rồi, ok. Vậy thôi, bỏ ra nha. Cho ít thôi. Rồi, được rồi. Nói nhanh. Trời ơi, tiền tôi nhà đằng đó chắc tôi chạy, tôi cạp, tôi cắn luôn quá. Rồi. Mọi người ơi, có tiêu không? Có. Có tiêu phải không? Thơm lắm nha. Thơm lắm rồi. Rất thơm nha. Tôi bỏ đâu vào đi anh ơi.
Rồi cho nước bột nghệ vào. Cho nó sền sệt á. Cái này nhiều dầu quá anh ơi. Đó là đổ một nửa. Đổ một nửa. Đổ một nửa. Dùng đũa hai bên hai tay hai đũa. Cái này em tiện hơn. Bẻ đi. Rồi thì sắp xong rồi chị, sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Múc ra ba cái chén. Bưng ba cái chén qua đây, lấy ba cái chén qua đây. Ba cái chén qua đây để múc hết nè. Ít thôi Nghĩa, múc ít ít thôi. Em nếm ra có được chưa? Tự để em nếm. Rồi Tú qua đây. Được rồi cô. Đủ qua đây cô ơi. Một ngọt quá cô à. Chỉnh nha, ba chén mình băng kia để. Một. Em qua bển để đi, Tú. Rồi đi. Tắt bếp, cháy. Rồi, Tú, cái nào xong mình bưng qua kia để Tú. Em cứ qua đi, tụi chị cầm mỗi người một tô thôi xong. Nó còn múc chén đầy nữa, nó tưởng mời khách. Chưa? Rồi, tiêm qua đó, tiêm qua đó luôn. Tiêm qua đó luôn. Thử cho khen nó tưởng nha. Thực hiện kế hoạch. Rồi, ba bạn đó cầm ba cái chén lên ăn hết. Ok, rồi, bây giờ ba người mình phải ăn cho hết. Vỗ tay mọi người, cổ vũ cho ba khách mời của chúng ta ăn. Anh ơi, cái này về về đây em bán luôn, ngon rồi, cũng cãi tôi à. Còn lại mời mọi người dùng nha, mời mọi người dùng. Còn ba khách mời của chúng ta phải ăn hết cái phần ăn này. Cố lên mọi người ơi, sắp hết rồi. Cố lên. Tú xong rồi mọi người ơi, Tú ăn xong rồi. Công nhận vợ Đông Duyên ăn khỏe có khác. Còn Lan Phương sao? Tim còn có mấy con nha, mình ráng lên. Ngon lên. Cay quá em chịu. Cay quá hả? Mẹ Phương em mầm ớt chi nhiều vậy Phương? Em mầm ớt chi cả 100 trái luôn đó. Rồi bây giờ tim đang không có được. Cái vỏ mà. Lan Phương xong rồi. Còn một mình tim nữa thôi. Hai người. Ráng lên tim ơi. Ok xong. Phương ơi mở ra coi mã số liền. 4359. 4359. Số tiền đang có là 23.799.807 đồng. Bây giờ mình cộng số tiền này lại gần 80 triệu, thương tính sơ sơ như vậy. Và số tiền này là một trong những số tiền lớn nhất trong chương trình hôm bữa tới giờ. Xuất sắc. Gì nữa, chúng ta đợi ba người hùng của ngày hôm nay và MC Đại Nghĩa nha. Chờ chút chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút vậy lao. Quý vị ơi, chào đón Lan Phương, Thiêm và Ngọc Tú đã quay trở về. Quá giỏi. Quá xuất sắc, quá thành công. Các bạn là một trong những nhóm chơi đem tiền nhiều nhất trong chương trình. Cảm giác của em bây giờ sao Tim? Cảm giác của em là cay, ăn cay nhiều quá. Nhưng mà thật ra thì rất là vui khi mà hoàn thành được thử thách. Em về rồi, chào mọi người. Bà con ơi, Đại Nghĩa về luôn rồi. Hồi sáng giờ chị coi chị hồi hộp không chị? Quá các chú ạ. Thì em cảm ơn các cô, các chú như này chương trình nữa. Mẹ này khán giả cổ vũ cho mẹ con cháu Hiền. Kêu cho bé Hiền lên đây. Bây giờ sẽ là thời khắc các bạn biết là mình cả ngày nay đã làm việc gì để đem về số tiền là bao nhiêu. Đây, bây giờ là Đại Nghĩa đang cầm cái bảng tiền mà tổng kết sau 4 thử thách mà các khách mời của chúng ta đã vượt qua. Và số tiền của chúng tôi. Một. Hai. Wow! 81.365.855 đồng là số tiền lớn nhất từ đó tới giờ. Ba đêm sao? Thưa bà con, đây là số tiền kỷ lục tính đến thời điểm này nha. Và chúng tôi mong muốn rằng chương trình sau nhiều hơn số tiền này nữa cho tôi.